khác biệt hoàn toàn. Bây giờ đầu tiên đến sẽ bài cầm Hitty đối đầu với Sen của Chip Boy, ai đem Sen của Tiểu Bàn Thầu. Đây là một quả đầu và một bầy hiêu đến từ bài Hitty này. Quả đầu là 7 cây đến thủ chim sẻ. Khá là xa là chính mình, nhưng mà chúng ta vẫn đã tìm thấy ngay. Chết rồi. Anh em bây giờ được quay sang vào Hải Vido tuổi còn ngăn con rồi. Hả rồi. Tuổi ngăn con rồi anh em ơi. Không, em không quay quân đâu anh em chỉ ngồi bình luận thôi. Tại sao lần lừa 22 để Hải quay vậy? Yêu đầu đôi voi dành cho bài Hitty này. Đã thua đâu anh em? Đã thua đâu? Quân chúng ta yếu hơn một tí thôi chứ đã thua đâu? Mặt chết nó trận này luôn. Ở nhà khung rồi này. Đã thua đâu anh em căng thẳng thế? Bài này thì chắc chắn là Tiểu Bàn Thầu nó đánh chém rồi. Bài này đánh chém gặp khung lừa Hitty khung nhà đứng bên trong thì không hiểu nó sẽ chém kiểu gì được. Giờ cho xem bỏ quả nữa xem là để xem là như nào nào. Đã thua đâu? Băng dân thôi. Rồi lùa hiệu vệ của nhà cung nét rồi. Nào, nào anh em làm độ không? Vâng, với hiệu được đưa về cho bài đấu này. Sau lượt trận đấu này thì vào lúc 18 giờ chiều nay sẽ và Nam Sung Kiêu đối đầu bộ đôi Hồng Anh và Truy Mạnh anh em nhé. Bây giờ đầu 4 con được chim sẻ đang đưa về bài đấu một hiệu đầu một đôi voi và thiếu một quả nữa đây có thể em đời dành cho thủ chim sẻ. Và Nam Sung Kiêu thua rồi. Ôi em ơi, anh nghĩ là tí nữa anh em mình mua quần áo đi, xả stress. Thôi đánh cho nó bay. Rồi, như vậy là bài 4 voi anh em ơi. Đây đấy, gọi nó ra. Thôi, tập trung đánh đi. Kệ đó. Và như vậy là con voi đầu tiên được chim sẻ đang đưa về trong trận đấu này. Và tuyên bố tuổi ngăn con luôn này. Bây giờ nếu như mà ông sẻ mà thắng ấy thì mới nói được ông Nam Sung Kiêu. Chứ còn mà thua ông Thồng trận này thì cũng không nói được ông Nam Sung Kiêu các bạn ạ. Đấy, đưa đốt voi về thôi. Vâng, và vừa đánh vừa nghiến răng vừa thốt lên tuổi ngăn con. Đây con voi thứ hai được cái thủ chim sẻ đưa về. Trận này bắt sẻ nhậm nhận. Ấy trời ơi, đúng là anh trai của em đây rồi. Anh lại có suy nghĩ rất là giống em luôn. Nào anh em nào vào đây. Đã thua đâu mà anh em cứ kêu gào khóc than như kiểu là đi rồi ấy. Cụ còn sống nhăn răng đây. Và con voi thứ hai được đưa về đến từ cái thủ chim sẻ bài cầm Hitty của mình, bài 4 voi hiệu đầu dành cho cái thủ chim sẻ. Katha chúng ta thắng được Egypt chứ nói gì đến Hitty thắng Sen. Rồi chẳng con voi này. Voi thứ hai về. Bài này khả năng Sen của Tiểu Bàn Thầu quá. Thường là bài Sen nó sẽ xấu khi bài Hitty vẫn đẹp như thế này. Chip Boy bây giờ sang học hỏi nhiều bổ ích rồi. Mày đứng cười. Mày cũng mày cười gì. Đây là con voi tiếp theo, con voi thứ ba. Tuổi ngăn con anh em ạ, tuổi ngăn con. Ba voi, phải có những trận đấu vượt khó thì mình có những trận đấu highlight để anh em xem đúng không ạ? Rồi, bốn voi ở ngoài đầu này. Rồi, con voi tiếp theo được đưa về. Đây là con voi thứ tư đến xe. Bắt đầu lại chỉ có bốn con nhỉ? Bài không quả phụ, bài này có quả phụ thì khó quá. Đóng dân để đóng nhà BB. Boy là tìm định chia sẻ với đường nghe và chim lợn. Đây sẽ là BB. Tí nữa BA đóng ở giữa cánh rừng và con vượt kia. Ui, thôi nhá. Vâng, 22 dân đến từ game thủ Tiểu Bàn Thầu. Càng đấy, cũng nhanh nào. Đây là BM, đây là BA. Và bo BE dần đi thôi. Và nó xô vào đấy. Vâng, đang phải E đến chim sẻ. Để một E nữa, kín nào rồi. Ok. Không có bất kỳ người nào vào thời điểm này cả. Chúng ta kinh đời 10 phút 24. Với mai 25 dân của Hitty đánh cung với Sen. Đánh 22 dân, chắc chắn là đánh chém rồi. Chả nhẽ 22 dân lại đánh cung.
Rồi vào đây em, vào đây. Ca đúng không? Bỏ cho bài nhờ cơ bộ. 25/36 đi thủ chim sẻ. Bài này thì có vàng trong đến từ chim sẻ nhưng mà em vào vàng. Đây là bắt đầu ngồi xóa ruộng rồi, đứng bước nhà rồi. Khả năng là công cao là rất cao. Khả năng ca cộng là rất cao. Rồi, đang xóa ruộng thì sẻ được mớ ruộng này rồi. Chỉ ra để bỏ nhà cộng ruộng trên PA. Dây phủ rõ đây. Không tìm thấy dân đang mang bên ngoài nhớ đâu. Phải đóng bên trong thôi. PA thứ 2. Đây là một chim sẻ. Thêm ghe nữa. 3 để sẻ chéo. Tầm này là đã lên đời xong đấy, tiểu bàn thầu rồi. Đây là thứ tư. Bàn đang cứ dí cái BC ở đấy bây giờ chứ đấy. Bắt đầu một xoa ruộng 4A rồi các bạn. Vâng, đang rất căng ở trận đấu này. Bài 4A đến từ game thủ chim sẻ đối đầu với Seang của game thủ tiểu bàn thầu. Thêm chiếc BS vào đây luôn. Phun nhà cứng. Rồi lên đời xong rồi. Nhưng mà bài đọc 4A này sóc 3. Lạng đá bắt đầu đi vào và ca chuẩn bị ném. Không thấy ca. Vẫn chưa thấy ca. Vâng, lên 1-2 dành cho bài đấu này. Và ca đã bắt đầu ném rồi. Đúng như những gì chúng ta dự đoán. Đối phương có ca, chúng ta có cung đường ở bên trong. Và lạng đá bạn bắt đầu phải rút lui. Đây nhà bên cạnh phía đối bạn. Con cung đường này khả năng cao là nằm rồi. Đưa cung đường đi tìm. Đội bạn còn đang ăn hoang ngay trước cửa nhà đây. Vâng, bất bóng con cu đờ đứng bên trong luôn. BA này sẽ nổ. Thêm chiếc BS mới, thêm chiếc BE. Vâng, chúng ta cần phải đông cung A hơn nữa, đông cung G hơn nữa thì mới thủ được. Con cu đờ tiếp theo nở ra. Vâng, đang dỉa máu con ca này với những tình huống hit and run có giáp 2 rồi. Đang hit and run đến từ cái thủ chim xe. Vẫn đang hit and run, mất thêm một nhà BA nữa. Có cung đờ tiếp theo nở ra và con ca này liệu có chết hay không. Sát thương đến từ cung đờ hitty và mình nghĩ con ca này sẽ nằm. Nghèo. Ok. Nghèo. Rồi, nghèo đấy. Ba cung đờ đi chim sẻ. Bắn con to không? Và còn ca tiếp theo. Và cung này cần phải vẩy e. Sẻ vẫn đang vẩy được e ở trong tình huống này. Và vẫn đang thủ được nhà. Game thủ tiền bàn thầu chưa dám lao vào. Chúng ta có cung đờ đứng bên trong. Còn ba nhà BA đến từ game thủ chim sẻ. Vác dân ra là gì đây? Vác dân ra để dọa thôi. Đại đường cung đờ này vào. Tụ hết vào bên trong rồi. Tụ hết bên trong rồi. Tụ hết bên trong. Và 4 cung đờ và 3 lạng đà. Ui giời ơi em ơi, tuổi con ngan con đánh với bố mày luôn. Mày tuổi con ngan con nhá. Mày vào đây. Vâng, mày như nào? Quýt. Tuổi gì em ơi? Thôi. Đã hết lạng đà dành cho game thủ tiểu bàn thầu và không có cửa để cầm bài hitty của game thủ chim sẻ được chưa? Được chưa anh em? Vâng, em vẫn đợi anh em động viên ông Quýt đi hộ tụi cái. Và tham lai là 33/36 đến từ game thủ chim sẻ. Và đúng là tuổi con ngan con ở trong trận đấu này các bạn, tuổi ngan con. Và thêm một ca nữa đổ ra, kể cả lạng đà, kể cả cung đờ luôn. Ôi, ca khẩu vẫn đang là rất gian dành cho game thủ tiểu bàn thầu. Nhưng cung đờ bạn đã chết và chúng ta vẫn đang có thêm BA đến chim sẻ. Cung đờ nở ra, ôm được con ca tiếp theo đội bạn đang ra ruộng. Cung đờ có giáp 2 đang đứng trên dốc để giật lạng đà của Seang. Đây là cung đờ của game thủ tiểu bàn thầu, cung đờ Seang thôi. Chúng ta là cung đờ hitty, thêm con lạc đà nữa cho thầu. Vào hết đây. Vâng, vào hết đây được chưa? Anh em nếu như mà thấy trận này ok thì các bạn ơi, comment chữ tuổi con ngăn con được không ạ? Vâng, tuổi ngăn con. Không cửa. Không thể lao vào được nhà chim sẻ nắng dành cho game thủ tiểu bàn thầu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu có cung đờ đi quản nhà đội bạn. Vâng, vẫn còn ca. Hầu vẫn chưa từ bỏ trận đấu này. Vâng, chuyển sang chế độ enemy để kinh dân đến từ game thủ tiểu bàn thầu. Nhưng cung R của thầu đã chết, thầu chỉ có 2 cung R thôi. Thì bắn bao giờ mới hết được dân của hitty. Và con ca của thầu giấu đâu rồi? Và nó xong con ca đi đâu rồi? Đây là con ca của anh thủ tiệm thầu. Bây giờ mình sẽ đưa hết cung R ra mà bắn thôi. Chứ đứng bên trong làm gì cho nó khổ ra. Vâng, vào hết đây, ok. Ok, ok. Này, này thì lạc đà xem với chúng tôi. Này, dăm bài một con ca coi này. Tuổi gì? Vâng, chỉ có thể là tuổi ngăn con. Không cửa gì ở đây cả. Và chiến thắng sẽ có từ game thủ chim sẻ, qua đó đem về được điểm số chúng ta. Tuổi tuổi con ngan con được chưa? Vào vào đây.
Vâng, đuổi con ngan con luôn anh em ơi, làm điếu cửa. Và điểm bàn thầu chắc chắn là sẽ đi ở trong trận đấu này rồi, không có cửa thầu nữa. Bây giờ tập này không lý do gì mà ta thua được em ạ. Bắt đầu gáy đến từ cái thủ chim sẻ và đốt nhà BK của đội bạn. Thầu vẫn đang rất cố gắng nhưng không có cửa gì, không còn cửa gì để cho cái thủ điểm bàn thầu nữa rồi. Và gáy rồi các bạn, giải thoát được vấn đề về tâm lý rồi, tâm lý được giải tỏa sau trận đấu này. Cái bài đấu thực sự là ảo ma Lazada. Vâng, như vậy là chiến thắng dành cho đội chim sẻ. Anh em chúc tiền đấy, chúc tiền đấy. Vâng, 3-2 dành cho đội chim sẻ đáng khi đối đầu với tiểu bàn thầu. Một bài cầm hit thì đã hạ gục được xe của thầu và qua đó đem về điểm số tiếp theo dành cho đội chim sẻ. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chờ đợi đến với lượt trận vào lúc 18 giờ chiều nay anh em nhé. Buổi chiều đánh đến đây.